Em là Trần, xin chào các bác. Clip này thì lên sóng cho các bác một em AK hàng rất là độc trên thị trường luôn, và một model siêu hiếm gặp, và đây là lần đầu tiên shop về được cái sản phẩm này. Đây là em AK GX620 620D, cực kỳ hiếm các bác nhé. Con này thì có một cái thiết kế nó đẹp và sang trọng, là cái phiên bản xuất Mỹ. Cái bản xuất Mỹ này thì cũng rất là hiếm ở trên thị trường luôn. Nó kế thừa cái sự thành công của cái dòng AK 747. Các bạn có thể thấy là cái phần thiết kế của nó rất nhiều nét hao hao tương đồng với cái dòng 747 các bác nhé. Tình trạng con này bên em về là cực đẹp luôn, và zin nguyên bản, xuất sắc luôn. 620 bằng các bác trông cái hình thức của nó thì tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ thấy là toàn bộ máy được đặt sở hữu cái mặt nhôm phay màu trắng từ trên xuống dưới, riêng cái cụm đồng hồ vu ở đây và cái cụm đồng hồ, cái phần hàm từ, cái nắp cúp hàm từ ở đây thì nó làm bằng kính trong suốt, giúp cho các bác có thể nhìn xuyên thấu vào những cái phần hàm từ bên trong. Cụm đồng hồ công tơ mét thì được bố trí cái phím số màu xanh rất là nổi bật. Cái màu xanh này giống như cái màu xanh phản quang model là 620 ở đây. Chúng ta bên tay trái thì chúng ta sẽ có những cái phím rồi những cái đường dẫn băng rất đẹp. Đặc biệt con này cái bản xuất Mỹ nó có cái nút speed control tốc độ. Đấy, tức là các bác có thể là vặn cái tốc độ tùy ý. Đấy, nếu như các máy thông thường nó chỉ có 2 tốc độ đến 3 tốc độ, chúng ta sử dụng cái phím bấm thì ở đây có nút speed này. Nó giống như là cái đời AK635D trở lên. Đấy, mới có cái nút này các bác nhé. Con này thì đặc biệt nó đã có rồi, và cụm đồng hồ vu rất là đẹp. Cụm đồng hồ vu này đúng là của 747 bê sang. Đấy, trông nó đẹp, nó sang. Đấy, vô cùng nó bắt mắt. Phím nguồn này, phím chuyển đổi giữa băng 7 và băng 10 này. Cái phím volume off ở đây này. Ở đây thì chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường xuồng. Đây là cả hai cái phím phím tiếng, các bác phải ấn vào thì nó mới có tiếng. Đấy, sang bên phải thì ở đây các cái phím volume này rất là đẹp, của đường mic, đường line. Các cái phím này nếu như các bác ấn vào thì nó sẽ có sáng đèn lên các bác nhé. Phần bánh tì trục poly còn rất là mới, máy gần như là chưa có sử dụng, rất đẹp. Con này thì cái bản xuất cho thị trường Mỹ, cho nên là nó sẽ sử dụng cái hồi gỗ này, hồi này hồi zin các bác nhé. Còn nếu như cái bản mà xuất cho thị trường Nhật thì nó sẽ dùng cái hồi gỗ, nhưng mà nó được sơn cái màu xám như này. Còn cái bản trong Mỹ thì nó được sử dụng cái hồi vân gỗ rất là đẹp. Đây tem này. Đấy, còn rất là đẹp luôn, nguyên những cái phần tem từ bên nước ngoài về, xuất sắc luôn. Đây em sẽ tháo luôn cái phần băng ra để cho các bác quan sát chi tiết cái phần mặt máy. Con này thì quá hiếm ở trên thị trường, lần đầu tiên bên em về được cái dòng 620. Đấy, nó đẹp như thế này. Đây các bác nhìn chi tiết cái phần mặt mũi của em nó thì rất là đẹp. Đấy, mặt mũi trắng bóc nhá các bác nhá. Đấy, không có chảy xước gì đâu. Đấy, nét căng. Đây các bác xem. Đấy, mặt mũi em nó là sáng bóng luôn, đấy, nét căng. Hai hồi gỗ thì tuyệt đẹp, hai hồi gỗ zin. Và bây giờ thì phần phía sau đây, đấy, còn quá mới luôn ạ. Các bác nhìn cái phần lắp lưng là các bác đã có thể đánh giá được cái chất lượng của em máy này rồi. Các bác chờ em sẽ tháo cho các bác xem cái phần nội thất của máy luôn, rất đẹp. Đấy, con này thì các bác nhìn cái lắp lưng các bác đã thấy phê rồi. Thấy em nó mới như thế nào rồi, tuyệt đẹp luôn ạ. Em là số 2, không ai là số 1 cả. Và 620 phiên bản là xuất cho thị trường Mỹ, cực kỳ là mới. Đấy, cái dòng máy trong cái âm đỉnh cao luôn ạ. Con này thì cái âm thanh của nó thì nó khác hẳn với những cái dòng thông thường. Đây các bác thấy không ạ, cái nội thất của em nó này, sắt xi của nó này, cực đẹp luôn, rực vàng luôn, xuất sắc. Phần nguồn, bố trí động cơ 3 motor, và cái phần nội thất này đúng là của 747 bê sang. Cái phần khay dưới này, một cái khay dài, và phần khay trên cũng một khay dài, tuyệt đẹp luôn ạ. Bên trong này, sắt xi 7 màu, quá mới luôn. Các bác xem, xuất sắc chưa ạ? Quá mới ạ. Con này thì tuyệt đẹp rồi, và không có gì để chê. Đấy, các cái chi tiết linh kiện bố trí gọn gàng, còn để cái phần chống, để cái phần motor của chúng ta được hoạt động, được nó được thoáng. Nội thất quá mới ạ. Con này thì đỉnh cao, cái chất âm hay. Đấy, bây giờ em sẽ lắp lại và em sẽ test cho các bác nghe. Vâng, vừa rồi là các bác đã được xem cái phần nội thất của em 620D. Đấy, con này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, sản phẩm này bên em xin được giao lưu cho các bác mức giá là 20 triệu.
500 ngàn đồng. Giá này thì đã bao gồm một cặp húp zin để các bác chơi, không bao gồm xương băng các bác nhé. Các bác có nhu cầu alo cho em, số máy 0983586968. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Bây giờ em xin được test âm thanh, mời các bác chúng ta nghe. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thư. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Âm tình cao tựa bằng non, khi đôi mong nỗi lụa sao người. Anh về gọp lại thư em, cả nghìn trang giấy mộng xanh mồng. Gom cả áo lạnh ngày cho người xưa khỏi phân vân, khi ngồi đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Chất âm của em 260 thì 620 thì rất hay. Em sẽ test cho các bác chức năng tua máy, mọi tính năng thì đã test hoạt động hoàn hảo rồi. 20,5 triệu đồng các bác đã có thể sở hữu được một em máy vô cùng chất lượng. Các bác có nhu cầu thì các bác alo cho em. Vâng, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.